Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Buổi trưa hôm nay mình lại rất được vinh hạnh được đón tiếp hai anh em thợ đến từ Thái Nguyên. Các anh đi ô tô đến nhà mình anh em ạ. Vâng, anh Thế Anh cũng là một trong những anh em sửa chữa xe máy ở Đại Từ, Thái Nguyên. Các anh đang tải em mô tô Kenpol về máy để các anh cài đặt máy. Hai anh đi xuống nhà mình để trực tiếp mua máy cũng như là muốn mình trực tiếp hướng dẫn cho anh em sử dụng bộ máy này cũng như là các thông tin vị trí các cảm biến ở trên xe, nguyên lý cấu tạo. Đây, anh em nhập cho mình cái mã này vào. Nhập chữ in nhé, nhập chữ in. Đấy. Nhập chữ in luôn. Tất cả thông tin là cứ nhập chữ in vào. Đấy, viết chữ Hoa vào nhé. Thì vừa rồi thì anh em cũng đã tham khảo tất cả các vị trí của các cảm biến cũng như là chức năng, cấu tạo và nhiệm vụ của cảm biến ở trên xe. Đấy. Vâng, rồi các cơ cấu chấp hành. Đây là một chiếc xe mà anh em luôn thực hành. Vậy thì những anh em mà rất muốn mua máy nhưng mà cũng đang là lo lắng là không biết là mua máy về mình có sử dụng được máy không? Đấy, cũng như là hệ thống cảm biến ở trên xe anh em cũng chưa thuộc tên cũng như là chưa thuộc vị trí các cảm biến ở trên xe ở đâu, thì nếu như mà điều kiện cho phép thì anh em có thể đến cơ sở của mình ở Ninh Giang, Hải Dương. Anh em có thể thực hành trên máy MotionTap cũng như là được mình hướng dẫn trực tiếp cho anh em cách sử dụng máy, rồi mình sẽ thông tin cho anh em vị trí các cảm biến ở trên xe cũng như là cấu tạo và chức năng nhiệm vụ của các cảm biến đó để làm gì. Đấy. Vậy thì tất cả những anh em mà đã có máy rồi, mà nếu như mà anh em có điều kiện và anh em vẫn cũng chưa thạo mà đã từng mua máy chẩn đoán lỗi từ đại lý của mình, thì anh em có điều kiện thì cứ qua chỗ mình sẽ hướng dẫn cho nhé. Còn những anh em mà chưa có máy, đấy, có nhu cầu về các bộ máy MotionTap và anh em cũng chưa biết vị trí, chức năng, nhiệm vụ các cảm biến ở trên xe ở đâu, thì anh em cứ tới chỗ mình, nếu mà anh em tới được, đúng không ạ, điều kiện cho phép thì mình sẽ hướng dẫn giảng giải cho anh em. Đấy, đây thì anh Thế Anh vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn anh tất cả các vị trí ở các cảm biến ở trên xe rồi, đúng không ạ, đâu là những cơ cấu chấp hành, để đâu là những cảm biến để gửi các thông tin về ECM. Đấy. Đây, vừa rồi mình cũng cũng cầm một số cảm biến bị kém ra đây trong quá trình mình thay thế để đưa cho anh em, để anh em biết, đúng không ạ. Đây là bộ ba cảm biến của xe Winner. Đấy, cũng như là xe SH 2018-19 lắp chung với nhau được. Đấy. Bộ cảm biến này cũng rất hay hỏng anh em nhé. Đấy. Rồi đây là van ACV. Đấy. Của Honda. Với những van mà của hãng Yamaha thì gọi là ISC, thì thực chất đây là chỉ là những van gió Haranti tự động thôi. Đấy, đây là một cơ cấu chấp hành. Đấy, van này, một cơ cấu chấp hành được ESM điều khiển nhé. Đấy, cũng như tương tự như vậy thì bơm xăng cũng vậy. Đấy, các van từ Evabo, đấy, rồi các van từ cầm chừng nhanh. Đây, van từ cầm chừng nhanh đây. Các anh cũng vừa cầm ra cũng xem. Đấy, về cấu tạo này, nguyên lý hoạt động của van, đúng không ạ? Cầm thực tế luôn để anh em xem, mình cũng chỉ thực tế luôn, cũng giảng giải cho các anh em biết hoạt động của nó, đúng không ạ? Đấy, nguyên lý hoạt động trên xe ra làm sao. Đấy, các anh cũng nắm được hết rồi. Đấy, chỉ đến nhà mình, anh em chỉ đến nhà mình một buổi sáng thôi. Đấy, anh em đến từ sáng. Đấy, mà anh em cũng đã hiểu được cơ bản về các hệ thống điện ở trên xe, để nguyên lý hoạt động của các cảm biến cũng như là các vị trí của các cảm biến. Đấy, bây giờ nói thực tế ra thì rất nhiều anh em là còn tên các cảm biến thì cũng nắm thì cũng chưa nắm chắc. Đấy, hay là vị trí của các cảm biến đó nằm ở đâu. Đấy, thì anh em cũng chưa được chắc chắn lắm, đúng không ạ? Vậy thì anh em có nhu cầu, đấy, thì anh em cứ tới chỗ mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Đấy, viết chữ Hoa hết. Đấy, mã sản phẩm em viết chữ Hoa hết rồi. Viết chữ Hoa. Đây 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 đây, mã sản phẩm đây. Đây là mã sản phẩm. Đấy. Rồi. MTB. MT 030. 30. Đây mã sản phẩm đây cơ mà. Đây, đây. Đây. Báo cái này đó. Chỗ đấy là thư điện tử em ạ. Đấy. 33 chữ đấy. Ờ đúng rồi. Chỗ đấy là địa chỉ của em. Rồi, xong rồi. Đấy, bấm xuống đấy. Đúng rồi, đánh chữ MTB vào đấy. Viết Hoa. Viết chữ Hoa.
MTB 030 323. Số này là chữ này là chữ O đấy, chữ O đấy nhé, chứ không phải số 0 đâu. Chữ O rồi. 23 gạch 2 gạch gạch cơ mà. Đấy, đấy, đấy đúng rồi. Đấy đấy, gạch đấy. 2. Gạch kia nó gạch khác quá rồi. Không phải gạch thế. Đấy. Xóa phần nữa, xóa phần nữa. Xóa phần nữa rồi. Lấy như gạch ở giữa. Gạch gạch ở giữa. Gạch ở giữa. Đấy. Đấy, số 2. Rồi. Và các anh cũng đang nhập mã. Cứ nhập đi. Đấy, quét mã. Vâng, anh thế anh cũng đang trực tiếp lấy bộ máy mới của mình ra để anh kết nối với xe, anh thao tác luôn. Vâng, với những cái xe mà có rắc độc lỗi, mà có nguồn tại rắc độc lỗi này thì không cần phải cấp nguồn cho máy nữa. Đấy, và kẹp cấp nguồn như thế này thì anh em chỉ dùng cho những xe mà không có nguồn tại rắc độc lỗi thôi anh em nhé. Ví dụ như là xe Novo FI, đấy, xe Jupiter FI, hoặc là xe SYM chẳng hạn đấy, rồi là những cái dòng xe Sirius FI là nó không có nguồn tại rắc độc lỗi chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc Piaggio đấy, thì anh em chỉ cần cắm mũi dây calai thôi, và anh em dùng cái kẹp cấp nguồn này, anh em cấp nguồn cho máy nhé. Cấp nguồn cho máy thì là anh em sẽ sử dụng được, đúng không ạ? Nhưng một điều lưu ý anh em là nguồn đấy, là anh em phải dùng nguồn của ắc quy trên xe nhé. Ắc quy trên xe đang được kết nối với hệ thống điện của xe nhé. Đấy thì mới kết nối được, đúng không ạ? Nó mới trung âm. Rồi, bây giờ anh kết nối với điện thoại đi. Đánh thức ổ khóa. Đánh thức ổ khóa. Rồi. Đấy, vậy thì đã có nguồn cho máy rồi, đúng không? Bởi vì nguồn tại máy độc lỗi mà. Nguồn tại rắc độc lỗi mà. Đấy. Rồi kết nối rồi kìa. Đấy, cái Bluetooth màu xanh này là đẹp rồi. Rồi. Đấy, kết nối với hệ thống OBD trên xe. Đấy, Honda. Rồi, tìm xe tự động. Là có tìm xe tự động rồi. Đấy là hướng dẫn kết nối. Rồi mình đã kết nối xong rồi. Đấy, bấm tiếp theo. Đây là quay trở lại. Đấy. Nếu mà tiếp theo thì mình lại phải vào Honda. Đấy, tìm xe tự động. Rồi, đấy, nút lệnh tiếp theo bên đấy, đấy đấy, đúng rồi. Đấy. Thì máy sẽ tự tìm thấy xe, đây xe list 2018, 19 đúng không? Từ 18 đến 19. Rồi, bấm tiếp theo. Đấy. Vào cái hàng này thì sẽ có các gì? Kết nối hệ thống động cơ, rồi smart key, đấy, rồi là audio, anh em kết nối hệ thống động cơ. Động cơ. Đúng rồi, thì sẽ có đọc lỗi này, đọc mã lỗi, xóa mã lỗi này, khôi phục EASM đúng không? Rất nhiều. Rồi, cứ nghiên cứu đi. Đấy, các thông số. Đấy, rồi. Đấy thì nhớ trong đây là gì? Cái chức năng là nạp lại phần mềm này, để mình trở lại này. Chức năng là nạp lại phần mềm ESM này, hiệu chỉnh AF này, đúng không ạ? Là mình phải sử dụng cáp DLC03, mình phải đổi cáp nhé. Còn đúng cái rồi. Chức năng là kiểm tra AF này, thông số hiện hành này, đấy, khôi phục lại ESM này, xóa mã lỗi, đọc mã lỗi thì cáp DLC01 mình đang dùng đây rồi, đúng không ạ? Vậy thì DLC01, DLC03 là cái chuôi cáp này, anh em nhìn này, đây này, đây là DLC01 đúng không ạ? Đấy, còn DLC03 thì đây là DLC03 là anh em hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí AF này, nạp lại phần mềm này, đấy, DLC03 đúng không ạ? Rất dễ thôi, mới đầu thì có thể nói là anh em thì có thể chưa quen đấy, nhưng mà khi mà anh em đã dùng rồi, thao tác đã là máy của mình rồi thì anh em sẽ dùng nó cũng nhanh, sử dụng được lắm đấy, không có gì là khó khăn đâu. Đấy, đây là các bộ cáp. Vâng, vừa rồi thì anh thấy anh thì cũng tìm hiểu qua về tất cả các hệ thống ở trên xe rồi, đúng không ạ? Cũng như là hệ thống bảo mật hai lớp trên những xe dùng smart key. Đấy, mình cũng đã tư vấn cho anh đấy, cũng như là các cái nguyên lý hoạt động của hệ thống smart key này, đúng không ạ? Kết hợp vừa thực tế ở trên xe cũng như là thực tế ở trên sơ đồ luôn, sơ đồ do công ty Ditioto thiết kế. Đây. Đây là hệ thống smart key của Ditioto thiết kế anh em này, rất là khoa học và rất là rõ ràng. Đấy. Mình kết hợp vừa thực tế trên xe, vừa sơ đồ mạch điện để mình giảng giải cho các anh. Đấy. Vậy thì những anh em nào mà có
nhu cầu về các dòng máy đọc lỗi, nhưng anh em hãy còn có thể nói là cũng còn chưa biết mình có mua, có sử dụng được không. Đấy, hoặc là anh em còn yếu về hệ thống điện tử ở trên xe. Đấy, chưa thuộc tên các cảm biến cũng như là vị trí các cảm biến nằm ở đâu, anh em cứ liên lạc với mình. Đấy, và có điều kiện thì anh em sẽ trực tiếp đến cơ sở của mình, mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Đấy, cách sử dụng máy cũng như là hướng dẫn anh em cơ bản về hệ thống điện tử trên xe. Từ chỗ em đến chỗ anh là khoảng bao cây? 190 cây. Đấy, anh em từ Đại Từ Thái Nguyên về chỗ mình ở Ninh Giang Hải Dương là 190 km anh em nhé. Đấy, nhiều khi anh em vượt quãng đường rất là xa. Đấy, có những anh em ở tại là trong miền Nam cơ. Đấy, cũng đi máy bay ra tận chỗ mình lấy máy mà ra chỉ mang đúng một bộ máy Motion Tab về thôi. Nhiều khi là anh em rất là nhiệt tình, đúng không ạ? Các cụ có câu là rồi là đúng là đây là của một đồng công một nén đấy, cứ thao tác đi. Đấy, đây là chẩn đoán khi có mã lỗi thì có sơ đồ mạch điện luôn. Đấy, đây là chẩn đoán có mã lỗi, đây là lỗi gì đấy? Đây lỗi xung tín hiệu cảm biến CKP, đúng rồi. Cái lỗi này là anh em rút ra, anh em thực hành nhiều trên xe của mình nên là mình cũng chưa phá, vẫn còn. Đấy, vậy thì khi mà chẩn đoán có mã lỗi nhá, thì bao giờ máy Motocanphone, Motion Tab cũng cho mình gợi ý sửa chữa này, đúng không ạ? Đấy, gợi ý chữa, ví dụ đây là lỗi mạch dây lẳng rắc nối này, đúng không ạ? Rồi là lỗi bộ phát xung tín hiệu CKP. Đấy, rồi là vị trí trên xe. Vị trí trên xe thì bộ phát xung thì anh em biết rồi, đây chính là cảm biến CKP đây, nằm ở bộ máy phát điện đây, đúng không ạ? Cảm biến hô đây. Đấy, rồi là sơ đồ mạch điện kèm theo. Đây chính là một trong những cái lợi thế của những anh em dùng Motocanphone, Motocantab thế này. Đấy, sơ đồ mạch điện kèm theo, anh em thấy không? Mạch điện là do công ty thiết kế riêng. Đấy, có bản quyền đàng hoàng. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, đúng không? Đây là sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ. Đấy, vậy thì anh em có sơ đồ mạch điện kèm theo luôn khi anh em chẩn đoán có mã lỗi. Thôi rồi, em cứ tìm hiểu đi nhé. Hai anh em cứ tìm hiểu đi. Vậy thì mình cũng một lần nữa xin cảm ơn tất cả sự nhiệt tình của anh em thợ đã đến trực tiếp cơ sở của mình, đúng không ạ? Mặc dù là cái khoảng cách địa lý của nhiều anh em đến chỗ mình là rất xa. Đấy, nhưng anh em vẫn cứ nhiệt tình ủng hộ và cũng đến tận chỗ mình. Cái này là mình cũng rất là xin chân thành cảm ơn các anh. Vâng, một lần nữa thì anh em nào có nhu cầu về các sản phẩm từ đại lý của mình thì các anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.